xíu nha. Thương hiệu của Nhật Bản Gu. Nó là bạn của Uniqlo. Mọi người nói. Xem thử. Bây giờ là giảm giá quá trời giảm giá luôn. Bên Nam là giảm giá sale báo thùng được là còn 390 yên. Cái 40 yên này 400 yên đi. 428. 8 mấy ngàn. Họ sẽ mình mua một cái này. Nào lựa đồ. Mua 990 yên. Quy thân nhiệt mình 200 ngàn. 200 mấy. Đây, cái váy là 390 yên. Thì cho làm trong 400 đi, 422. 8 mấy ngàn. 8 mấy ngàn mua đồ đây. Dân hàng của nó là đồ nữ. Đồ nữ ha. Vừa đồ nữ thì mình không biết thua, mình không biết gọi tên là gì hết. Mình dài hả? Đây, áo mặt cưng ha. Đây, giảm giá. Giảm giá là 590 yên. Là 120 mấy ngàn. 130. Cái áo đẹp kia. Dớt dớt đi dưới quần tây. Này vợ lo vợ thử tiếp thử đồ tiếp nè, con đưa quần lên coi nè. Được không, rộng dễ thương mà. Bảy trăm chín mươi yên. Cho 800 đi. 800 đi. 82. 86. 500 mấy ngàn. Màu xanh đi. Bên kia kìa. Bên cũng được ha. Gian hàng hai bên. Nó phát nhưng mà không khác. Không có nhiều ta. 990 yên. Cho sen đi. Sen 200 mấy. Nếu yên giờ 21 thì 201. Được không? Ra tính tiền. Bên đây. Đấy luôn. Ngay mua đồ cho vợ. Review ảnh mua đồ từ cửa hàng Gu. Lấy em. Màu đang cầm luôn á. Chưa, nó thông, thay đổi là tính tiền tự động nha. Em từ từ để review đồ luôn ha. Cách tính tiền đây, cái máy tính tiền bỏ vô xếp hàng thôi ha. Mỗi người cái máy bỏ vô
đây sẽ bắt đầu nó sẽ máy tự động sẽ đếm được khoảng bao nhiêu cái áo trên tiền nha mày. 5 trên 3, 5 trên rưỡi đi. Trả nghe chưa, tính tiền 8 cái. Chịu 60 ngàn, 5 trên 3. Mình bỏ tiền vô đây đó, các hàng để tiền nữa ha. Bắt đầu mình bấm nút cái anh em là xác thực tính tiền, nhé tiền bên kia bill ra, tiền lẻ ra. Hay chưa, xong rồi tính tiền về. Cái tiền gọi không để review lại nha, nhưng mà tính tiền nhìn ngọt bỏ vô rồi tính tiền cho mình. Rồi mình có việc tao bỏ tiền còn đem về thôi, không nhân viên nha. Bỏ đồ vô. Bánh máy là 1 cái, là 2 cái, là 3 cái, 4 cái, 5 cái. 5 cái tính tiền tự động. Đây có điện thoại đúng không? Còn là tự động hết. Tiết kiệm nhưng là lực. Đợi đúng thời gian. Vô tính tiền là về. Lấy cái khoản để ngoài không, anh mặc gì đấy. Phải có vô. Xong rồi. Chết rồi. Không qua hắt không em nó hút 2 bộ đồ nữa chết luôn.